Chào các bạn, là mình Kira đây. Mình vừa đi tập gym về và khi mà về đến nhà thì mình chợt nảy ra một cái ý tưởng. Đó là làm một chiếc vlog chia sẻ với các bạn về buổi tối ngày hôm nay của mình, về cách mà mình tận hưởng một buổi tối mùa đông lạnh giá bên trong chính căn phòng của mình dưới ánh đèn Giáng sinh ấm áp. Thì điều đầu tiên mà mình làm sau khi về nhà đó là hạ rèm xuống rồi bật đèn cho những món đồ trang trí Giáng sinh như là cây thông Noel hay là chiếc đèn trang trí hình tuần lộc. Thì đây đều là những cái món đồ trang trí mà mình đã và đang sử dụng qua nhiều mùa Giáng sinh khác nhau. Và đến tối thì mình không cần phải bật đèn phòng, bởi ánh đèn phát ra từ những cái món đồ trang trí này sẽ giúp căn phòng trở nên ấm cúng hơn, cozy hơn rất là nhiều. Vì mới đi tập thể dục về nên mình tranh thủ đi tắm luôn trước khi ăn tối. Mà thật ra thì mình cũng hay tắm sớm để ăn xong thì mình có dư giả thời gian để làm nhiều việc mà không phải lo đến chuyện đi tắm trước khi đi ngủ. Hà Nội những ngày hôm nay chính thức bước vào mùa đông, trời khá lạnh và khô, thế nên là việc skincare, dưỡng ẩm sau khi tắm là một bước không thể thiếu trong chu trình buổi tối của mình. Nhân đây thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn những bước skincare của mình nhé. Đầu tiên là dưỡng ẩm bằng nước hoa hồng. Trước giờ thì mình dùng toner của Muji, của La Roche-Posay. Nhưng mà từ cái ngày mà mình dùng cái toner Dear Class của cô bạn thân thì mình rất là thích loại này và đã mua cho bản thân một tip riêng. So với các toner khác mình từng dùng thì loại này, cái phần kết cấu nó có sự sánh mịn nhất định. Cảm giác khi mà thoa lên da nó sẽ giúp giữ ẩm lâu hơn, nó phù hợp hơn với mùa hanh khô này. Tiếp theo là bước sử dụng serum trị mụn của La Roche-Posay. Thì mình dùng loại này cũng được 2 năm rồi, nhìn chung là cũng thích. Cái lúc mới thoa lên ấy thì nó sẽ có cảm giác hơi dính một chút, nhưng mà một lúc sau đó thì hết ngay. Mình nghĩ là nhờ dùng serum này mà cái phần mụn nổi dưới cằm mình nó bớt thơm hơn khá là nhiều, và nó cũng giúp làn da mình trở nên mịn màng hơn. Và bước cuối cùng trong phần skincare cho da mặt đó là sử dụng kem dưỡng B5. Loại mình dùng là của La Roche-Posay. Cái tip nhỏ mình đang dùng gần như là sắp hết, thế nên là mình mới mua tip cỡ lớn 100ml, tha hồ mà dùng cho mùa đông năm nay. Còn về phần dưỡng ẩm cho toàn thân thì lotion mà mình đang dùng là của hãng Bath & Body Works, loại có tên là Poppy. Nó có mùi hương ngọt từ hoa anh túc và cây đại hoàng. Sở dĩ mình rất là thích lotion của Bath & Body Works là bởi vì nó thơm đến mức mà bôi lên người xong thì cả phòng mình nó cũng phảng phất cái hương thơm của kem dưỡng này luôn. Mình sẽ để link sản phẩm ở dưới phần mô tả để các bạn có thể tham khảo nhé. Bữa tối hôm nay của hai mẹ con mình sẽ có một món rất là ngon, đó là thịt nướng cuộn lá mè chấm tương samjang. Sau một tháng được trải nghiệm cuộc sống ở bên Seoul, Hàn Quốc thì mình cũng bắt đầu thích các cái món ăn truyền thống của Hàn, trong đó có món samgyeopsal. Bữa tối hôm nay, thay vì dùng thịt ba chỉ thì mình sử dụng thịt nạc vai, ở tiếng Hàn là muksal đó, thì mình thái nhỏ ra, ướp với một chút sốt truyền thống của Hàn Quốc rồi xào lên. Và trong bữa ăn thì mình sẽ ăn kèm với xà lách, dưa chuột, lá mè và một chút kim chi, đặc biệt là phải chấm với cái sốt samjang, là một loại sốt kết hợp từ tương cay gochujang và tương đậu doenjang. Nó có vị ngọt bùi và cay the the, chấm thịt nướng cũng ngon, mà ăn với dưa chuột cũng rất ngon. Cái dưa chuột chấm cái này ngon cực. Những ngày cuối năm 2023, tuy sẽ chỉ có mình với mẹ trong mỗi bữa cơm, khi mà em trai mình thì ở Mỹ, bố thì ở Hàn, nhưng mà mình nghĩ là vẫn sẽ rất đầm ấm và vui vẻ nhất là khi luôn có hai bạn chó Sumo và Gabi háo ăn quây quần bên cạnh mâm cơm. Ăn tối xong thì mình đưa hai bạn chó lên phòng chơi và cho hai bạn gặm món kẹo xương yêu thích. Một trong những cái chu trình buổi tối quen thuộc gần như không thể thiếu sau mỗi bữa ăn của mình, đó sẽ là pha trà. Bạn nào mà theo dõi mình lâu thì sẽ biết là mình luôn uống một loại trà vào buổi tối. Đó là trà tiêu hóa Twinings Digest, có hương vị táo và bạc hà cùng với những cái thành phần giúp làm dịu chiếc dạ dày cũng như là thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Nói về trà Twinings thì mình còn có trà Calm,
muối hoa cúc, vanilla và quế. Uống vào cảm giác rất là dễ chịu, nhẹ nhàng, đúng như cái tên loại trà. Hay là mình có set hộp gồm các cái loại hương vị phù hợp để uống vào buổi tối như là Sleep này, Sweet Dreams hay là Unwind. Nhìn chung thì mình đã thử gần như là hết tất cả các hương vị trà của Twinings, có loại rất là ngon hợp với khẩu vị trà của mình và cũng sẽ có những loại không phù hợp lắm. Nhưng mà chung quy lại thì sau bữa tối mình sẽ mặc định là luôn uống trà tiêu hóa Digest. Đôi khi thì việc thưởng thức một món tráng miệng sau bữa ăn tối cũng là một cái tiết mục tuyệt vời cho những ngày đông Giáng sinh. Và có lẽ bánh su kem sẽ là món tráng miệng phù hợp nhất với chiếc cốc trà này. Để góp phần làm cho bầu không khí trong căn phòng trở nên ấm cúng hơn thì mình sẽ đốt thêm nến. Hũ to ở đây là nến không mùi, trong khi đó thì hũ nhỏ màu đen là nến thơm của Muji, hương cây xô thơm, nó có mùi thanh thanh rất là nhẹ nhàng. Trong phần thưởng thức trà và món ăn tráng miệng, mình bật xem chương trình Have a Sip của Vietcetera có chị Thùy Minh host. Và trong tập podcast mới nhất này thì khách mời là chị Chi Nguyễn, The Present Writer. Mình có đăng một cái Instagram story chia sẻ lại cái khoảnh khắc này thì chị Chi đã reply lại story của mình với cái phần chơi chữ rất là hay, đó là Have a Sip bằng trà tiêu hóa thì mới tiêu hóa được cái podcast này. Mà trong lúc đang thưởng trà thì dường như Sumogabi đều ngửi thấy mùi su kem nên cứ quanh quẩn dưới chân mình. Để rồi khi mình phết một miếng su kem lên tay thì hai bạn cứ tíu tít đòi được ăn. Thôi được rồi, cho ăn một chút thôi nhé. Cho đến cách đây khoảng 2 tháng thì phần lớn quỹ thời gian buổi tối của mình được sử dụng chủ yếu cho mục đích giải trí, đặc biệt là chơi game. Cơ mà cũng đến một lúc mình nhận thấy là nó không đem lại nhiều giá trị tích cực cho mình. Vì thế, mình đã quyết định từ bỏ game và dành thời gian đó để làm những việc có ích hơn, nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là ngồi tô màu nghe podcast hay là đọc sách chẳng hạn. Nhắc đến chuyện từ bỏ, hôm trước mình có nghe một podcast về chủ đề những điều nên làm vào cuối năm. Thì trong đó có một việc làm mà mình cảm thấy rất là tâm đắc và nó rất phù hợp để thực hiện ngay trong những ngày này. Đó là dừng lại những việc làm mà bản thân vốn đã muốn từ bỏ từ lâu. Đôi khi chúng mình thường hay nghĩ là ôi đến cuối năm rồi, rốt cuộc chưa làm được những điều bản thân muốn làm. Mà thôi có gì, để đầu năm sau bắt đầu vậy. Nhưng mà bên cạnh những việc ta muốn làm thì cũng sẽ có những việc ta muốn từ bỏ, muốn dừng lại. Và mình nghĩ là cái việc này nó dễ thực hiện hơn rất nhiều vào thời điểm cuối năm nay. Ví dụ như là việc giảm cân hay là gập bụng để có 6 múi là một điều gần như bất khả thi trong thời điểm cuối năm. Nhưng việc ta dừng ăn một món đồ nào đó, từ bỏ những thói quen xấu có ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại là những điều hoàn toàn có thể làm được ngay từ bây giờ. Điều này cũng giống với việc là mình quyết định dừng lại việc chơi game vào buổi tối cuối tuần. Từ đó, dù mình có được những cái khoảng thời gian để làm những việc có giá trị hơn như là đọc sách hay viết lách chẳng hạn. Một mùa Giáng sinh nữa lại sắp kết thúc, nhưng vẫn còn đó những ngày cuối cùng của năm 2023 này. Mình mong là mỗi người trong chúng ta sẽ luôn trân trọng những cái giây phút quý giá ở thời điểm hiện tại và những buổi tối ấm áp bên cạnh người thân và gia đình vào dịp cuối năm dương lịch. Cảm ơn các bạn đã xem hết chiếc vlog này. Hẹn gặp lại các bạn ở những chiếc vlog tiếp theo nha. Bye!